Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hiện nay thời tiết nước ta đang có nhiều diễn biến phức tạp. Trong khi cơn bão số 4 đang đe dọa các tỉnh phía Nam, đặc biệt là khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, thì miền Bắc nước ta chuẩn bị đón một đợt không khí lạnh mới. Dự kiến từ chiều và đêm mai thì khối không khí lạnh này sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh khu vực miền Bắc của nước ta. Trong đêm nay và ngày mai, miền Bắc vẫn còn ít mưa nhưng mà từ chiều ngày mai trời sẽ bắt đầu có mưa. Đêm nay và sáng sớm ngày mai trời miền Bắc vẫn có sương mù nhiều với nhiệt độ trong ngày dao động trong khoảng 17 đến 30 độ. Còn tại các tỉnh khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế, trong 24 giờ tới khá nhiều mây, có mưa nhưng mà không nhiều. Nhiệt độ trong đêm nay và ngày mai trên khu vực này dao động trong khoảng là 21 cho đến 32 độ. Trọng tâm mưa và thời tiết xấu trong 24 giờ tới sẽ rơi vào khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và khu vực miền Đông Nam Bộ do ảnh hưởng của bão. Người dân các khu vực này cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan. Nhiệt độ các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ trong đêm nay và ngày mai sẽ dao động trong khoảng là 21 đến 29 độ, trong khi đó tại khu vực Tây Nguyên chỉ từ 17 đến 29 độ. Ngoài ra, từ đêm nay 29 tháng 11 thì trên các sông từ Quảng Nam trở vào cho đến khu vực Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên có khả năng sẽ xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này thì mực nước trên các sông chính từ Quảng Nam đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên có khả năng sẽ lên mức báo động 1 đến báo động 2. Trên các sông suối nhỏ lên mức báo động 2, có sông lên trên báo động 2. Ngoài nguy cơ ngập lụt ở vùng trũng thấp thì người dân cũng cần lưu ý đến nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi các khu vực trên. Còn tại các tỉnh khu vực Nam Bộ thì trời cũng sẽ nhiều mây trong 24 giờ tới, khu vực sẽ có mưa trên diện rộng. Vùng mưa to sẽ tập trung tại các tỉnh khu vực miền Đông Nam Bộ và khu vực ven biển. Do có mưa nhiều nên trong 24 giờ tới thì thời tiết khu vực sẽ dịu mát với nhiệt độ trong ngày dao động chỉ từ 23 cho đến 32 độ. Do ảnh hưởng của bão nên thời tiết khu vực giữa và phía nam của Biển Đông sẽ rất xấu với gió mạnh. Tàu thuyền không nên ra khơi trong giai đoạn này. Tiếp nối bản tin sẽ là thông tin thời tiết các vùng du lịch trong đất liền và hải đảo vào ngày mai. Tại khu vực Tây Bắc, mây thay đổi, có mưa diện hẹp, đêm và sáng có sương mù, trời rét, trưa chiều giảm mây và trời nắng. Tại Sapa có mức nhiệt từ 14 đến 20 độ, tại thành phố Tam Đảo nhiệt độ từ 19 đến 25 độ và tại Điện Biên nhiệt độ từ 14 đến 29 độ. Khu vực Đông Bắc trời nhiều mây, đêm nay ít mưa, đêm và sáng có sương mù, vùng núi trời rét vào đêm và sáng sớm. Đến chiều tối ngày mai do ảnh hưởng của không khí lạnh nên thời tiết sẽ có mưa. Tại Hà Giang nhiệt độ từ 19 đến 29 độ, tại Hạ Long nhiệt độ trong ngày cũng không quá 29 độ, còn tại Hải Phòng có mưa với nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Tại khu vực miền Trung phía Bắc của đèo Hải Vân, về đêm và sáng nhiều mây có mưa cục bộ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Cụ thể như tại Sầm Sơn, Phong Nha Kẻ Bàng và tại Huế đều có mưa với nhiệt độ trong ngày hầu như không vượt quá 29 độ. Tại khu vực miền Trung phía Nam của đèo Hải Vân trời nhiều mây có mưa dông mạnh, cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan, các hoạt động du lịch cũng như là giao thông trong vùng cần hạn chế. Tại Đà Nẵng và tại Hội An đều có mưa rào và dông với nhiệt độ từ 22 đến 28 độ. Riêng tại Bà Nà cũng có mưa nhưng nhiệt độ chỉ từ 16 cho đến 23 độ. Tại khu vực du lịch biển, trời nhiều mây có mưa dông mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng có gió mạnh và lốc xoáy. Hoạt động ngoài trời cũng như du lịch không thuận lợi. Tại Nha Trang và Mũi Né có mưa dông, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Tại Vũng Tàu cũng có mưa rào và dông với nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Tại khu vực Tây Nguyên, trời nhiều mây, có mưa rào và dông, có nơi có mưa vừa, có nơi có mưa to đến rất to, cần đề phòng lốc xoáy, gió mạnh, lũ quét và sạt lở đất. Tại Pleiku, nhiệt độ từ 17 đến 29 độ, tại Buôn Ma Thuột, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ và tại Đà Lạt, nhiệt độ chỉ từ 15 đến 25 độ. Tại khu vực Nam Bộ, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông, ban ngày nắng gián đoạn. Tại Tây Ninh có mưa, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có mưa với nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Và tại U Minh có mưa rào và dông, nhiệt độ trong ngày không vượt quá 32 độ. Cuối cùng là du lịch biển đảo Phú Quốc và Côn Đảo. Tại hai nơi này trời nhiều mây, có mưa rào và dông, ngày có lúc giảm mây hưởng nắng. Cụ thể tại Côn Đảo có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh với gió Tây Nam mạnh cấp 5 giật trên cấp 5, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ. Tại Phú Quốc có mưa rào và dông, gió Tây Nam mạnh cấp 4 có lúc cấp 5 giật trên cấp 5, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Bản tin thời tiết du lịch ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.